Trận thi đấu tiếp theo của trung học cơ sở Đại Bản C là trận thi đấu của trung học cơ sở Chí Minh và trung học cơ sở Quang Phục. Xin mời trung học cơ sở Quang Phục và Chí Minh rút về sân thi đấu. Trên sân tiểu học đang diễn ra trận thi đấu giữa trường Quảng Hiệp và trường Quang Hải. Trận thi đấu tiếp theo trên sân tiểu học là trận thi đấu giữa trường học Tân Kỳ và trường học Quang Phục Đại Bản C. Xin mời hai đội đội chuẩn bị.